Xin chào mọi người, em là Khánh, em chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng. Với mong muốn là có thể giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh, mọi người có thể xem video trực tiếp. Mọi người có thể truy cập vào kênh xem thêm nhiều những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng em đã làm thành video chi tiết nhất rồi, để mọi người có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Rất mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh, chia sẻ để nhiều người có thể biết được đến những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng ở Việt Nam. Và mọi người hãy nhớ là nhấn vào cái nút theo dõi kênh để liên tục được thông báo về những video mới nhất về những sản phẩm gốm sứ Bát Tràng em đưa lên bên trên nhé. Và ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu đến mọi người một tác phẩm, đó chính là một cặp chóe sứ dòng là men lam, họa tiết vẽ tay, gọi là hàng đất trắng men khử, mẫu là vẽ siêu kỹ. Mẫu của họa tiết trên tác phẩm này được chế tác là hình ảnh 18 vị La Hán, 18 vị La Hán vẽ tay nhé. Nhìn vào cái dòng siêu vẽ, siêu kỹ thì mọi người nhìn thấy cái họa tiết nó rất là sắc nét, nổi bật. Sắc nét và nổi bật. Và kích thước của cặp chóe này là cao là 80, tính từ chân đến chóp là 80 này. Và đường kính bụng là 47. Tất cả những sản phẩm này thì bên em đều giao tận nơi toàn quốc, nhận hàng mở ra kiểm tra đúng mẫu nguyên vẹn, không xứt mẻ thì mọi người mới nhận hàng. Thế nên là mọi người yên tâm nhé. Và nếu như có dịp về Bát Tràng thì mời anh chị ghé qua trực tiếp cơ sở để xem ngắm nhìn những tác phẩm này. Nhìn thực tế ở bên ngoài nó sẽ có nhiều cảm xúc hơn rất là nhiều. Đây gọi là dòng men trơn, sờ lên tác phẩm sẽ trơn mịn và mượt như là sờ lên trên kính. Sản phẩm thì là màu bền, trường tồn với thời gian, không sợ phai mờ xuống màu trong quá trình sử dụng. Bây giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm để mọi người có cái nhìn rõ hơn về tác phẩm này. Và tác phẩm này thì có giá là 65 triệu cho một cặp tác phẩm như thế này. 65 triệu. Giờ em xin phép được quay cận vào tác phẩm. Thank you.
Xin chào mọi người, mình là Khánh, mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta có thể xem và hiểu rõ nhất về sản phẩm, không phải nhìn qua hình ảnh. Mọi người có thể xem video trực tiếp. Mình làm rất nhiều những cái video chi tiết về những cái sản phẩm gốm sứ của Bát Tràng và liên tục cập nhật lên trên kênh rất nhiều những cái sản phẩm mới nhất. Mọi người có thể lên trên kênh tham khảo. Hiện giờ thì mình đang làm hai kênh. Kênh đầu tiên là kênh gốm sứ Bát Tràng. Ở trên kênh gốm sứ Bát Tràng thì có rất nhiều những cái sản phẩm thuộc cái dòng sản phẩm của Bát Tràng, như là ví dụ gồm bát, đĩa, ấm, chén, đồ thờ, bình phong thủy, chum, vại. Nói chung là tất cả những cái sản phẩm gì của Bát Tràng mình sẽ đưa lên trên kênh gốm sứ Bát Tràng. Mọi người có thể lên trên kênh đó và tham khảo. Và một kênh thứ hai nữa là kênh vật phẩm phong thủy. Thì trên kênh vật phẩm phong thủy thì mình sẽ chỉ đăng lên những cái sản phẩm như là bình phong thủy, tượng và những cái món đồ phong thủy để chúng ta trưng bày. Nếu như mọi người mà muốn xem những cái vật phẩm chuyên về phong thủy thì mọi người có thể lên trên kênh vật phẩm phong thủy. Cái đường link của hai kênh này thì mình sẽ để ở cái mục bình luận và mô tả của video. Mọi người có thể lên trên kênh, bấm vào cái đường link đó để lên trên kênh để tham khảo những cái mẫu mới nhất của Bát Tràng hiện tại. Bởi vì không phải ai cũng có thời gian hay là điều kiện để chúng ta có thể đến tận nơi xem sản phẩm thực tế được. Chính vì vậy mình làm những cái video này với mục đích là chia sẻ với mọi người hiểu hơn nữa về sản phẩm và cũng như là biết thêm những cái sản phẩm gốm sứ được sản xuất tại Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Xin chào.